ở nhà chị đúng không ta? Không, nhà em có con thỏ canh cửa kìa. Ôi cha, cây rôn. Hello mọi người, hôm nay thì hiện tại là bây giờ đang là trời sáng mọi người. Thì đây là trời sáng rồi. Ok, hiện tại là mình đang make up nha mọi người. Thế nói chung là make up xong lát nữa mình sẽ tới phần quay để mình quay clip TikTok mọi người. Đó, đấy, nói chung là đợi xem chút nha. Và bây giờ xem sẽ biến hình cho các bạn coi. 3, 2, 1. Wow, ok mọi người. Thì bây giờ mình cũng đã make up xong rồi nè. Và đây Ether ghép tóc vô được không? Mai tóc vô được đúng không Ether? Mình ghép mà mình thêm đây nè nha. Hay quá. Wow, trời ơi. Wow, sao mà cô mái tóc thật là chân thật. Ủa, chị là tiên gì vậy? Chị là tiên ma. Tiên ma, trời. Đúng rồi, trời. Tóc như này không hề là mẹ. Ok các bạn, thì mình cũng quên spoil nhẹ là chứ là hôm nay có mình và Sam đều làm tiên đó mọi người đó. Có dự án quay về cái tiên đó, nói chung là spoil trước là game nha các bạn đó. Rồi. Nói chung là tiên nữ, tiên đồ á, nhưng mà tụi mình thấy tụi mình không giống tiên nữ lắm, tụi mình giống... Không, mình có một cái sự đáng yêu nhẹ không? À, đáng yêu, ok. Sự yêu này là yêu gì ta? Yêu tính. Ôi dồi. À, yêu quái. Ta là cái gì tên? Đáng yêu, đáng ghét. Yêu mình là yêu tinh mọi người, yêu quái. Ok bạn, thì bây giờ mình sẽ di chuyển tới chỗ quay và tụi mình sẽ bắt đầu quay cho mọi người. Mới vô chỗ chụp hình một cái nha, cái bé nâu nâu rồi nè, bay tới chỗ tôi liền, mọi người mình giật mình quá trời luôn. Trời, cái bé cún nâu nâu rồi nè, trời. Đó, các bạn thấy nó lắc quá trời quá đất luôn. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi lần đầu tiên mình thấy gọi là một bé cún màu nâu và nó mập mập gì luôn mọi người, cute quá trời. Nói chung là chị sẽ không biết em tên gì nhưng chị sẽ đặt em tên là cục sô cô la năng động. Ok, rồi và đây chính là cảnh Sim thay đồ nè mọi người đó. Nói chung là làm người thường đã rồi, bây giờ chúng ta cùng làm tiên nữ nha mọi người. Yêu tinh rồi đó, yêu quái rồi đó. Đấy, thì nữ yêu tinh đang mặc đồ đó và cũng không thể thiếu được đôi cánh của yêu tinh nha mọi người đó. Thôi, cái cánh nó dễ mở dễ sợ luôn. Mở gần 50 phút rồi chưa mở được. Thôi đợi xíu nha, mình sẽ dùng phép thuật để mình ịt cái cánh này vô lưng mình. 2, 3. Ôi trời, cánh nó dính vô người mình luôn nè các bạn ơi. Chung là nãy chừng là mình lu bu mở không được, thế mình đã quyết định nhờ chị nhân viên gọi là mặc đồ giúp mình. Đó, đấy, tiên nữ mặc đồ vô cho nó chỉnh tề lên thành mới đẹp đúng không? Đó, trời ơi, và chị nhân viên tận tình với mình quá trời luôn. Đó, tiên yêu tinh năng chỉnh. Đó, mỗi cánh của mình rất là đặc biệt mọi người. Một người không chỉnh được, phải hai người mới chỉnh được nha. Đó. Trời ơi, wow, rất là thần kỳ đúng không? Đó, nói chung là còn nhiều phụ kiện lắm. Thôi, bây giờ mình sẽ review sau ha. Đó, đúng không con? Đúng không, sô cô la? Trời ơi, sô cô la rất mình quá trời luôn. Con tên gì? Và đây với mọi người, đây sẽ là chỗ mình quay clip và chụp hình nè. Đó, một bàn tiệc rất là đáng yêu luôn. Có rất nhiều bánh kẹo và có rất nhiều nước ngọt ở đó. Trời ơi, thấy chưa? Bánh ngọt cute hay là đèn hoa có hết. Trời ơi. Ồ, và đây. Mình vừa phát hiện một thứ cực kỳ cute luôn. Đó chính là bé thỏ trắng siêu to khổng lồ. Trời, bé thỏ này tính ra cao hơn mình luôn mọi người. Đó, và bé thỏ đang cầm một cái giỏ có một con thỏ nhỏ bên trong nữa. Trời ơi, đáng yêu dễ sợ. Thì cạnh này mình đang định đi lên kiếm Sam rồi, trời ơi. Sô-cô-la thì đi kiếm mình nữa. Trời, sô-cô-la cái gì mà con cuốn dữ vậy con. Trời, thôi chị đi gặp Sam đó nha. Sam đâu? Camera. Xin chào các bạn. Thì nếu các bạn không có thể sao mình cũng bay lên đó. Bởi vì mình đang thấy hơi nặng, cánh nó nặng quá nên thôi mình đi bộ thôi. Trời ơi, thiệt đang đi bộ mà cameraman bay kỳ ghê. Người ta tiên nữ ta đi nhẹ nhàng thôi, nãy cảnh chạy cũng như đàn ông diễn quay là sao. Trời ơi, trường lương editor liền à, đúng trường lương cameraman, trời xin lỗi. Và đây đó, Sammy đó, tiên nữ trong lòng tôi. Thì Sam đang chụp hình trong cái rừng đó mọi người, mà cái rừng của giường mọi người đó. Thì cạnh này là Sim đang chỉnh cánh cho Sam mọi người. Đó, đang chỉnh cánh nè. Đó, chị tôi đang làm tiên nữ không có chỉnh cánh được, thế là mình phải ra tay chỉnh cánh. Mà tính ra mà chỉnh cái cánh này cũng khá lâu mọi người, mà không hiểu sao được, mà không có duyên với mấy cánh á. Mình chỉnh cái cánh này mất tầm 15 phút đó mới xong. À, trời, quá lâu luôn. Rồi, tiên nghỉ chưa? Là bà tiên nghỉ chưa? Rồi, sao rồi bà tiên Sammy, sao rồi? Rồi quá, giờ tiên ăn trái cây nè. Đúng rồi, tiên trái cây đúng rồi. Đúng rồi, tiên là này Sam đòi là ăn cái gì ta, cơm gà mọi người. Trời gì tiên kỳ vậy? Ủa, với tiên ăn gà chứ ăn gì?
Trời, mình là phải ăn cái KFC. Trời, mình phải ăn thiên nhiên đó, mình phải ăn những thứ từ sinh từ thiên nhiên, thì ăn gà. Trời ơi. Hồi nãy 15 giờ shipper qua giao rừng, mình đang ở rừng nè, thấy không? Review cái rừng nha. Đó, cái rừng đó. Có cái giường nha mọi người. Đó, không hiểu sao cái rừng có sao chị ngựa vậy? Sao cái rừng chị bê cái giường như vậy? Trời. Để sao? Làm cô chú ngồi trong rừng tí nữa hoàng tử tới đó. À, rồi ai tới chưa? Ngủ rồi. Hoàng tử Phong cần nó ngủ mọi người đó. Hiện tại là Sam gần xong chưa? Hình như chắc cũng gần xong rồi mọi người, xong cái set quay của Sam rồi. Lát nữa tới tôi mọi người, nó không còn mệt hơn nữa. Đấy, ok. Trời ơi, ngon quá trời luôn. Rồi, nó có bạn thắc mắc tại sao mình không ăn được, mình ăn rồi. Đó, nha. Không đừng lo. Sau một hồi chỉnh cánh và giúp đỡ chị Sammy của tôi thấy chán quá mọi người. Thế là mình quyết định đi xuống kiếm gì đó chơi. Trời ơi, thôi xuống con. Xuống. Không sợ. Trời ơi, con nói đi con. Ai giả mang với con vậy hả con? Trời, ai bỏ đói con dữ vậy? Sao con ốm nhắc vậy con? Trời đất ơi, ai bỏ đói con không hả? Sao con ốm nhắc vậy? Trời, nhìn bé này là đảm bảo biết ở nhà hay bị bỏ đói lắm nè. Nó chứ không thể nào con. Bé cún mà nó che gần cái cầu thang luôn các bạn. Mình rất là sốc kìa, mình thấy sao con bé cún nó có thể mập mạp bu te vậy. Trời, nó to gần bằng cái ghế luôn mọi người. Có phải vậy? Trời ơi, núng na núng nính, nhìn là muốn nựng liền đó. Thì cạnh này mình đang gọi là muốn giúp bé cún đi xuống cầu thang nha. Bé sợ quá không dám xuống. Trời, xuống đi con, cố lên. Xuống để còn giảm cân để cho ăn nữa. Đó, bé xuống rất từ tốn mọi người. Bé rất là sợ. Trời ơi đó, đi xíu là nghỉ, đi xíu là nghỉ. Trời, làm sao vậy con? Trời đất ơi, nói chung là bé cún đã bỏ cuộc nha mọi người, nên mình cũng chịu. Nên lát nữa anh chủ có đem bé xuống á mọi người, chứ mình không làm được gì hết trơn á. Trời, sao mình giống như gì ta? Mình giống như Bạch Tuyết mọi người. Trời ơi, mấy con dễ thương quá. Trời ơi, sô-cô-la bánh mì ơi. Đó, tôi vô đây tôi đặt tên hết động vật luôn mọi người đó. Con bé này tôi không biết tên nhưng mà tôi đặt bánh mì, giống bánh mì quá. Đó, con đừng cắn. Cắn của mẹ. Trời, cắn hồi không biết bay gì trời đâu nha. Rồi, sau khi nghịch với mấy bé cún xong thì mình cũng phải đi chuẩn bị đi chụp hình nha mọi người. Sắp tới cái lượt chụp hình của mình rồi. Đó. Đây, và đây, Sam cũng đã chụp xong rồi. Thì mình không hiểu sao lại có cái cảnh quay cái bàn tiệc cùng với có Sam bên cạnh nữa. Mình chả biết nữa. Đấy, ok, chuẩn bị chụp hình nè mấy ní. Đó, đây là tổng thể cái bàn tiệc của mình nha. Có hai bé thỏ nữa. Và có một bé thỏ bự bên cạnh. Rồi, ủa kì đây. Cái cảnh này tôi không biết nha. Tiện có Sam xuất hiện là sao. À, Sam đang review cái chỗ chụp hình của mình. Sam đang nói gì đó mình không biết nữa. Ok, mình hôm nay mình giới thiệu các bạn, đây là cái nhà của mình. Ở đây có một cái bàn tiệc rất là đẹp đó. Và đây có một tách trà rất ngon. Ôi, nó thơm. Ủa, chị làm gì vậy? Đây, chị đang review cái nhà chị nè. Review, đúng rồi. Đúng không? Đây nhà chị đúng không ta? Không, nhà em. Có con thỏ canh cửa kìa. Ôi chà, cây ron. Trời ơi, vậy mà chị có xin lỗi sai nha trời ơi. Bữa nay cái trắng vậy. Trời ơi. Con mắng học gì thương quên các bạn ơi, cài đứng đây xin lỗi nha. Trời ơi, mặt con ghê quá ta. Tấm má hơi hùng nha, xin lỗi nha, chị vô lộn nha, xin lỗi. Trời ơi, quên chuyện cài đứng đây chị vô duyên gì. Trời ơi, cài có thêm đứa em nữa đây. Rồi rồi, xin chào, xin chào. Là ai đây? Là chính là tôi. Hello, các cục cưng của tôi. Thì ok, cảnh này Sim đang chụp hình phong cảnh yêu tinh cho mọi người đó. Thấy không? Bà là phải cầm con thỏ, bà phải nâng cho bằng được đó. Thấy chưa? Đó, cú te đồ đó. Ok, thì cảnh này mình cũng không biết nói gì. Thì xin mời editor hãy ghép nhạc gì đó cho nó cú te hợp với cái phong cảnh này nha. Bạn nào thấy cảnh nào đẹp đừng quên đăng lên top top cho tôi nha. Tôi thả tim liền, thả tim liền nha. Rồi, xin mời nha. Này, chụp với bé thỏ nhiều quá, cứ định mừng bé thỏ đi mà người đó hơi thỏ ơi. Chúng ta cùng chia ly nào, ok. Cảm ơn bé thỏ rồi, chị đi đây.
mà sau khi chụp hình và quay 7749 kiểu thì mình cũng đã có video hoàn thành rồi nè. Và đây là video top top của tôi. Sau khi tôi với Sam chụp hình chán chê mê mỏi rồi thì lần này hai chị em quyết định chụp hình nha mọi người đó. Trời đất ơi, đó bia con thỏ qua đó, con thỏ che quá trời của đất luôn đó. Trời ơi, thỏ ơi đừng gục ngã nha thỏ, đừng gục ngã, đừng gục ngã, đừng gục ngã. Rồi đó, thì nói chung là cảnh này hai cái gì ta, chị em tiên nữ yêu tinh chụp hình với nhau. Đấy, ok. Thì đoạn này các bạn thấy cái đoạn nào mà hai chị em tôi cute, đừng quên đăng lên top top edit các kiểu nha. Đó, rồi cảnh này mình cũng không biết nói gì hơn. Xin mời Esther ghép nhạc. Ờ lộn, ghép nhạc. Thân 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 thân. Sau khi hai tiên nữ biến hình xong rồi làm thành người thường nè đó, ta nói chung là tụi mình đã quay xong rồi nha mọi người. Hôm nay mấy em mệt không? Này mấy em mệt không? Mấy em quay mệt không? Mệt rồi. Xỉu rồi. Thôi không sao thì sao hả? Vui mà đúng không? Trời ơi quá vui luôn đấy. Ok các bạn, chắc mình nghĩ video của mình như này thôi. Thì các bạn thấy như nào, các bạn cũng đừng quên bình luận phi cho mình biết nha. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký cho lộn Simi, Sammy. Và đừng quên đăng ký hết cho thành viên Heo Team nha. Ok. Và hy vọng chúng ta sẽ có nhiều quảng cáo nữa, biến hình nhiều hơn nữa. Ok, nói chung là trong video lần sau mình hy vọng mình sẽ biến mấy cái đặc biệt hơn, không còn là tiên nữ nữa mà là yêu quái, yêu tinh hay là ác quỷ rồi đó. Đó, nói chung là tụi mình muốn biến hình sao nó đặc biệt hơn xíu chứ. Chứ tiên hoài không có được. Mình phải làm sao nó dữ dằn lên xíu mấy bạn. Đó. Và các bạn cũng đừng coi bình luận phía dưới các bạn muốn tụi mình biến hình thành nhân vật nào. Đừng coi bình luận phía dưới mình biết nha. Đấy, ok. Đừng có ai bình luận bảo tôi biến hình thành con gián nha. Trời ơi, anti mạnh nha. Đừng nha. Cái nào con gì cũng được. Đó, con không cần. Hả? Không cần, sao đây biến thành gián. Trời ơi, ác độc quá. Bye bye.